sợ nên nhập bệnh nó đi ra thì mình ghê, nên không nhập bệnh thì mình không có đủ đâu. Nên là không được mình không có đủ. Sợ nó nhập bệnh thì mình sẽ chấp nhận đủ đủ. Số cách biệt 8-0, vận động viên gốc Thảm Đỏ đoàn thể thao
United Group West Wing to present the mascot to the winner. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức đại hội, lên trao huy chương bạc cho vận động viên Công Si Chai đến từ Thái Lan. The silver medal presented by Mr. Nguyễn Văn Hùng. And ladies and gentlemen, the bronze medal, please in. We have the honor by Mr. Akran Duziev to present the mascot to the winner. Vô địch nội dung vật cổ điển hạng cân 60kg của vận động viên nam môn đấu vật đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 Việt Nam năm 2021 là vận động viên Bùi Tiến Hải đến từ Việt Nam. Xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức đại hội, lên trao huy chương vàng cho vận động viên của Việt Nam. Ladies and gentlemen, the gold medalist and the champion of the Crystal Wrestling category 60 of the 21st Asian Games Việt Nam 2021, Bùi Tiến Hải from Việt Nam. Xin trân trọng kính mời. We have the honor to invite Mr. Nguyễn Văn Hùng, member of Central Committee Office, Minister Organization Board of the 21st Asian Games. Xin chào tất cả.